Một buổi tối đẹp trời, tạm biệt mấy con mồng lèo nghe. Tao đi ra đường ăn vọng đây, để tránh mấy cái bản mặt của tụi bay. Ăn không được mà cứ xin tao hoài. Và đây, những món này lâu lâu ăn lại rất là ngon nha. Mì cay đồ, rồi lẩu Hàn Quốc, hải sản tự lưa hết trơn á. Nhưng mà hầu như vô đây tôi chỉ kêu có mì cay ăn thôi. Đây là quán 1989 ở Gạch Giá nha bà con. Cái giá cả hình như là chỗ nào nó cũng giống nhau hết trơn á. Ở chỗ mọi người bán có giống vậy không? Thường tôi ăn mì cay thập cẩm. Rồi, bạn tôi cũng kêu một tô vậy luôn. Rồi, cho 2 tô mì cay thập cẩm đi, 49k. Sau khi kêu xong thấy có gì đó sai sai. Ủa, mình có đem đủ tiền không ta? À, cũng đủ mà, 100 mấy. Còn một tờ 500 tú ở trong thì mình đem dự phòng thôi, chứ không bao giờ xài tới đâu nha. Và mì cay đã tới rồi, nóng hổi luôn, sôi ùng ục vậy nè. Vừa có mực nè, hay là bạch tuộc gì đó, rồi xúc xích nè, bò nè, rồi bông cải nè. Tôi kêu mì cay 1 độ nha, còn cái này đồ ăn thêm. Kêu thêm bông cải với tôm tích luôn. Và tôi ăn chỉ có 1 độ thôi. Ăn mà 2-3 độ là chắc nó xé lưỡi luôn. Trong đây không biết có ai ăn 7 độ không ta. Chàng ơi, nó còn sôi như vậy nè. Tôi đảm bảo với mọi người luôn, nếu mà kêu họ ship mì cay qua tới nhà tôi, mấy con mụn lèo nó sẽ đập cửa nó xin ăn. Tại vì nó hửi được cái mùi này nè. Cho dù cay cỡ nào thì cay nó vẫn xin nha. Xin cho đã cái nư của nó. Khi mình đưa cho nó thì nó hửi xong nó mới ngoảnh đít bỏ đi. Rất là vô duyên. Do đó tôi bước ra quán ăn là không có bị khủng bố nha bà con. Còn cái món đồ ăn thêm thì chỉ có 20-30 ngàn thôi. Nói chứ ở Gạch Giá này có rất là nhiều quán mì cay ngon. Nhưng mà tôi ít khi nào đi lắm. Tôi đi quán nào đi còn quán à. Khi nào xuyên mà rảnh dữ lắm mới kiếm quán mới để đi thôi. Nè, tôm tích nè, lột sẵn luôn. Đồ ăn ở đây cũng rất là tươi ngon nha. Nước súp cũng ngon nữa, có cái vị chua vừa phải. Ngồi ăn một hồi mấy ăn mũi nó dí quá trời dí luôn. Rồi xin bé nhân viên cái khoanh nhang mũi. Một phút sau khoanh nhang mũi có liền luôn. Ý là tôi ăn bận khá là quen mùa vô quán đó. Nhưng mà họ đối xử rất là nhiệt tình nha. Và lén lén lấy miếng giấy bọc mấy con tôm tích dư thừa lại cho mấy mèo hoang ăn. Rồi khi mà tính tiền thì chúng tôi vẫn cái trò hùng tiền như xưa thôi. Bạn tôi nó ra 100 thì tôi ra phần còn lại, khỏe. Tổng cộng là 136 ngàn. Tôi hùng khoảng chừng 36-40 ngàn gì đó. Vậy là quá công bằng luôn, tôi hùng tới 2 số lận, bạn tôi hùng chỉ có 1 số thôi đó. Thôi kệ đi, lâu lâu mình chịu thiệt nữa vậy. Trong bị của tôi lúc nào cũng có một mớ tiền lẻ với tờ 500 ngàn dự phòng. Ví dụ mình đi đường có hư xe hay bể bánh xe gì đó thì mình lấy ra xài. Cuối cùng là ghé lại đây mua trà sữa uống. Ủa sao ngộ vậy? Cái chỗ bán mì cay cũng có trà sữa mà sao không mua, lại đây mua là sao? Ở đây rẻ hơn hả? Không có đâu nha. Ở đây giá cũng vậy thôi, nhưng mà chỗ này tôi thấy hợp khẩu vị của tôi hơn. Sữa tươi thốt nốt rim thanh nhi. Rồi khi dắt về nhà là 2 ly. Ly này là sữa tươi thốt nốt, còn ly xanh xanh này là sữa tươi khoai môn. Để vô hai cái chén riêng coi mấy con mồng lèo nó có chịu uống hay không. Con ngầu nó nhảy vô thưởng thức chứ. Thốt nốt nó không uống rồi. Qua khoai môn coi nó uống không. Chàng ơi, sữa tươi khoai môn này ngon lắm nha bà con. Vừa thơm vừa béo mà vừa bùi nữa. Khi mình uống khoai môn rồi mà uống lại thốt nốt là không nghe mùi vị gì hết trơn. Bởi vậy có uống thì mình phải uống thốt nốt trước, uống khoai môn sau nha. Tại vì khoai môn cái vị của nó đậm đà ngon lắm. Bỏ đá vô uống đi. Trời ơi, tập uống giống con người đâu. Con ngầu với Dương Ngáo lại thưởng thức thôi. Ủa mày có khùng không Dương Ngáo? Bữa hả mày uống trà sữa là đã tập uống nước đá rồi. Bây giờ uống nước đá lại cái bị giật mình. Thôi thôi, cái ly này của tao nha. Của tụi bay nè. Y chang nhau đó, không có khác gì đâu. Vậy là trà sữa thốt nốt đã bị ế rồi. Còn trà sữa khoai môn coi bộ đắt khách à nha. Nó Dương Ngáo chịu uống thấy chưa? Trời ơi, nó thơm, nó béo mà nó bùi lắm nha. Uống trà sữa khoai môn một lần, bởi vậy quay lại mua thêm một lần nữa. Ở đây bán ngon thiệt nha bà con. Mấy cái chỗ tôi uống cà phê hay đi ăn đi uống là tôi không có quen với chủ quán nha. Chẳng qua là mình vô tình mình đi rồi mình review thôi. Cái chỗ nào mình thấy ngon hợp với khẩu vị của mình thì mình sẽ review lên. Chứ mình không có nói ngon hay dở nha. Tại vì ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của từng người. Nhiều khi mình nói dở mà người khác thấy ngon cũng vậy hà. Do đó mình cứ nói hợp với khẩu vị của mình đi. Cái đó là đúng nhất đó. Chàng ơi, nó uống trà sữa vô xong bộ nó xỉn hay sao, coi kìa. Trời ơi, con gái đứa nằm trời ông ơi. Còn Dương Ngáo hồi nãy giờ uống ly lẹ. Trời ơi, đổi bên kia nữa kìa. Nó uống khoai môn xong cái nó nhảy qua thốt nốt. Mà thốt nốt hình như uống không ngon, quay qua khoai môn lại. Và Dương Ngáo đã ngán rồi. Nãy giờ không thấy đại ca ta. Đại ca đâu rồi, béo ơi? Chắc nãy giờ nó đang ngủ quá nó không thấy mình vô bà con. Nó thấy chưa. Vừa nói thôi cái mặt phân hiện lên liền. Đây béo ơi. Nè có trà sữa cho uống nè. Lại thì lại đi bà đặt. E ngại đồ. Mọi người nghĩ coi đại ca nó uống không. Trời ơi, hửi cái mùi là thấy thơm là liếm liền thấy chưa. Cái mùi khoai môn này nó dễ chịu thiệt. Rồi đi qua thốt nốt hửi thử đi mày. Nếm miếng.
Để coi nó chịu mùi nào hơn nha. Không chịu mùi nào hết. Ủa gì kỳ vậy? Thôi thôi, đừng có bon chen nha. Ly này là của tao. Tôi rút kinh nghiệm bữa hổm tôi lấy trà sữa nhữ tụi nó, ai già nó uống thiệt. Bây giờ mình sẽ đổ riêng ra hai chén. Thí dụ nó có uống thì mình sẽ không có bỏ nguyên cái ly. Thôi thôi. Nè nè, bớt giỡn nha. Cái con nó bon chen dữ gì trời. Nè, trà sữa khoai môn nè. Uống đi. Hình như nó ngủ mới thức cái nó sợ lạnh đó. Khó uống hay sao? Trời ơi, cứ mê cái ly của tao hoài vậy. Trời ơi, con quỷ này. Vậy là nó ngủ mới thức nó sợ lạnh nha bà con. Nếu trà sữa mà không để nước đá là nãy giờ nó uống rồi. Đó, dẹo dẹo mò tới cái ly của tôi nữa thấy chưa. Nó uống mấy cái giọt mà ở trên miệng ly thấy không. Thôi thôi, đi ra, tao chưa uống xong nha mày. Chà, ngồi ở đây uống trà sữa rồi đem má vô coi phim cũng có lý à nha. Nhưng mà thôi, bỏ ý định đó đi. Có coi phim thì coi trong phòng của tôi chứ không dám vô đây coi đâu. Mình ngủ quên một cái. Khi tỉnh dậy cái laptop của mình nó biến thành đống phế thải là toang luôn. Chà, hai mẹ con uống trà sữa xong cái vui vẻ dữ vậy ta. Bây giờ tôi thấy đại ca với Ngầu giống nhau chỗ nào rồi đó. Hai con đều có cái yếm màu trắng. Chỉ duy nhất điểm này thôi. 10 phút sau tôi đã uống sạch cái ly trà sữa thốt nốt. Và bây giờ tôi đã chuyển sang ly trà sữa khoai môn. Mọi người có nhớ hồi bữa trước tôi mua trà sữa về uống không? Tôi nghĩ là tụi nó không uống. Tôi múc một muỗng ra. Trời ơi, nó bu lại, nó uống quá trời uống luôn. Kỳ này tôi dự phòng, tôi mua 2 ly. Tôi đổ ra riêng 2 chén. Vậy mà uống chút xíu rồi bỏ đi. Có phải là tụi này nó chơi tôi không? Rồi bye bye mọi người nha.